Ở giữa quan hệ mật thiết, giữa loại tình huống này, một khi chúng ta tuyên bố công việc cũng đủ để hấp dẫn chú ý của bọn hắn, cho dù là chúng ta tận tâm tận lực tìm kiếm. Bối bối thở dài một tiếng rồi nói, Vua Hào, ta biết rằng người là hảo ý, nhưng như vậy không được. Chúng ta đường môn thật vất vả mới có ngày hôm nay, không năng lực rồi là tiểu nhã. Như thế nào lại không được đấy, chúng ta cảm thấy được là được rồi. Sao Lam Nam đột nhiên từ lúc đó là chen vào? Nam Nam, bối bối lúc nãy ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam Nam. Ánh mắt của Giang Nam Nam kiên định rồi nói, Bối bối, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gia nhập đường môn là vì cái gì hay không? Chúng ta cũng không phải là vì nắm giữ một cái cường đại tông môn dường hào. Chúng ta là đồng bọn, là bằng hữu. Nói nghiêm trọng một điểm, Tiểu Nhã mới là đường môn môn chủ của chúng ta. Ngươi chỉ là đại lý của nàng hành xử nắm giữ quyền lực của đường môn. Hiện tại môn chủ gặp nạn, chẳng lẽ chúng ta đường môn không lên toàn lực ứng phó cứu trợ hay sao? Hơn nữa không chỉ là Tiểu Nhã, chúng ta đường môn cao thấp nhất nhất thế, bất cứ người nào gặp phải tình huống này, chúng ta cũng không tiếc dự lực của mình đi nghĩ cách cứu viện. Chỉ có như vậy mới có thể bày ra đường môn lực lượng, mới có thể để cho đường môn từng đệ tử là tông môn tận tâm tận lực. Tông môn là xa, do thì ta cảm thấy được phương pháp xử lý của Vũ Hạo thập phần có thể thực hiện được là hoàn toàn được. Không tin thì ngươi có thể triệu tập mọi người hỏi một chút xem có người nào phản đối hay không. Nghe lời nói của Giang Nam Nam, bố bối trầm mặc. Giờ này khắc này đấy, hắn chỉ cảm thấy được một cỗ dòng lực ấm chảy giữa ngực. Những năm nay, bởi vì Tiểu Nhã mất tích, hắn kỳ thân vẫn luôn sinh hoạt trong thống khổ, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong tu luyện cùng với phát triển đường môn. Vũ Hào cùng lời nói của Giang Nam Nam để cho hắn cảm nhận được không chỉ là ôn hòa, càng là một loại máu mủ tình thâm. Nhất là câu nói đường môn cao thấp nhất thể. Đúng vậy, ta đường môn cao thấp nhất thể, vô tận lực lượng ngưng tụ. Giang Nam Nam gặp bối bối cúi đầu, quay đầu nói với Vũ Hạo rồi nói, Vũ Hạo, quyết định như vậy nha, sau khi trở về chúng ta liền tuyên bố nhiệm vụ này, tin tưởng đại lục tam quốc đều cảm giác hứng thú. Được rồi, Vũ Hạo lúc này lập tức đáp ứng một tiếng. Bối bối thở dài một hơi, khẽ gật đầu rồi nói, cảm ơn, ta thay mặt Tiểu Nhã lão sư cảm ơn các người. Tiêu Tiêu cười rồi nói, đại sư huynh, người thay Tiểu Nhã lão sư cảm ơn chúng ta cái gì? Chúng ta đều là bằng hữu, đây vốn chính là sự tình của mọi người. Đã lập lên kế hoạch, bối bối lập tức là tâm tình thật là tốt. Nếu như phát động ra nguyên thực đấu la đại lục tam quốc lực lượng, cuối cùng cũng không thể nào tìm được lời nói của Lam Ngân Hoàng. Đây đúng là Đường Nhã trúng mục tiêu lên tuyệt. Tông lão cũng là nhẹ gật đầu rồi nói, ta không hiểu được phương pháp xử lý của Vũ Hạo có thể thực hiện. Trên thực tế thì Đường Nhã là người cửa thế duy nhất của đường môn. Chúng ta xử lý các học viện cùng với đường môn trong lúc đó có triển vạn làm sao tính. Ở phương diện này ta tin tưởng rằng học viện cũng sẽ ủng hộ các người. Nhưng mà các người thứ lỗi, bởi vì học viện bản thân liên lụy rất rộng, sở dĩ không thể lấy danh nghĩa học viện làm như vậy. Nhưng vô luận tương lai tìm được người của Lam Ngân Hoàng có đều điều kiện gì đó, học viện đều là sẽ tận lực cùng các người trợ giúp. Tống lão, cảm ơn ngài. Bối bối lúc này cảm kích nói với Tống lão. Tống lão lại tại Hải Thần Các trong địa vị hết sức quan trọng, gần với Huyền lão, có Tống lão ủng hộ rằng cơ hồ là có thể cảm đoán rằng Tiên Lâm Nhi viện trưởng cùng với Tiền Đa Đa viện trưởng cũng sẽ ủng hộ. Hơn nữa Vũ Hạo, bối bối chính bọn hắn hai phiếu vé cùng với Tống lão cũng đã là 5 phiếu vé, tiếp cận một nửa rồi. Tình huống của vong linh bán bị diệt bên này tạm thời an định lại, lần hành động lần này viên mãn thành công, chẳng những cứu được Đường Nhã trở về, còn tiêu hao một quả cấp 9 đinh trang hồn bảo đạn pháo bắn ra làm đại giá, giết chết Nhật Nguyệt Đế quốc một cái đẩy biên hồn đạo sư quân đoàn, cho Thiên Hồn Đế quốc tiền tuyến giảm bớt áp lực thật là to, còn thương vong của binh sĩ số lượng nhất định là sẽ càng lớn. Đương nhiên thì đây cũng chỉ là bởi vì cấp 9 đinh trang hồn bảo đạn pháo bắn ra là tại lỗ tung. Nếu như không phải là có Lam Cung Hoàn lội ứng, căn bản không thể nào làm được như vậy. Nhật Nguyên Đế quốc mặc dù quân dung nghiêm chính, nhưng bên trong cũng đã là hỗn loạn tương bừng, tiến hành toàn diện bại trải ra công tác, khiến cho thần hồn lát thần tính. Đối với cái này, Thiên Hồn Đế quốc phương diện là vui mừng không thôi. Mặc dù bọn hắn trinh sát năng lực có hạn, nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh bên này làm sao động tĩnh lớn như vậy? Bọn họ cũng tự nhiên xem tới được, nhất là cấp 9 định trang hồn bảo đạn pháo bắn ra đích uy năng, cho dù là hơn vài chục dặm cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Đối với Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn bố trí phương vị, phía trường Vũ Hạo trinh sát cũng đã mang cho bọn hắn tìm chi tiết rồi, sau gì cũng có thể đoán được cái một cái hai. Nếu như không là đương thời Thiên Hồn Đế quốc quân đội Duy Na công chúa cầm đầu, chủ trương dựa theo nguyên hạch kế hoạch di chuyển, rất có thể bọn hắn cũng là đùa mà thành thật. Vì chuyện này, Tinh La Đế quốc cùng với Đấu Linh Đế quốc viện quân thống soái bất mãn hết sức, cho rằng Thiên Hồn Đế quốc phương diện đã là quá bảo thủ rồi, cơ hội tốt như vậy mà đều bất lợi.
Mà trên thực tế, Thiên Hồn Đế Quân cũng đã là có lỗi khổ khó nói. Bọn họ đương nhiên biết rõ cái này rất là có thể là cơ hội tốt. Nhưng đầu tiên Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng không có lộ ra quá mức hỗn loạn. Tiếp theo thì tập kết đã là Thiên Hồn Đế Quốc cuối cùng chủ lực. Một khi toàn diện tiến hành điều tra chiến tranh, bọn họ cũng không thể nào để cho Đấu Linh Đế Quốc này cùng với Tinh La Đế Quốc viện quân xung phong nhất định phải là sông đi lên. Đến lúc đó tổn thất có thể nghĩ. Không nói trận chiến tranh này còn có chưa nhất định là có thể chiến thắng, coi như là thắng cũng nhất định là thắng thảm. Nhật Nguyên Đế Quốc nhất thời bị đánh lui, lần sau lại đến đầu này, nếu như Thiên Hồn Đế Quốc chủ lực tổn thất quá lớn, như vậy dựa vào cái gì phục hồi đây? Phục quốc sau đó cũng là thủ không được. Nhật Nguyên Đế Quốc uy hiếp là lớn, chỉ khi nào Thiên Hồn Đế Quốc suy nhược lâu ngày mới trình độ nhất định, Nhật Nguyên Đế Quốc uy hiếp lại là giảm nhỏ. Tinh La Đế Quốc cùng với Đấu Linh Đế Quốc chưa hẳn là đối với Thiên Hồn Đế Quốc không có uy hiếp, bởi vậy dưới loại sầm sắt này, Thiên Hồn Đế Quốc cuối cùng vẫn quyết định rằng dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm việc. Sự thật đã chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là chính xác, Nhật Nguyên Đế Quốc đại quân bên này mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng còn chưa hoàn toàn tổn thương gần động cốt, nếu thật sự là đại chiến bộc phát, ai thắng ai thua không nói được, Thiên Hồn Đế Quốc chủ lực dù sao sẽ tổn thất thật lớn. Bởi vì bọn họ chủ công tâm mà nói, muốn chung kích người ta, bốn người hoàn hảo hồn đạo khí trận địa. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này, tại chuyện lần này phát sinh, về sau thần hồn nát thân tính, một cái hồn đạo sư đoàn tổn thất, khiến cho Lâm Hải Nguyên Soái trong vòng một đêm phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Trách nhiệm lần này chỉ có thể do hắn gánh chịu, hơn nữa, Thánh Linh Giáo cũng là tổn thất nặng nề. Một vị trưởng lão chết trận, Thành Lưu mất tích, còn có đại lượng tà hồn sư tử vong. Những trách nhiệm lần này chắc chắn sẽ không là Trung Ly Ô, cũng là quốc sư này gánh chịu rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trong quân danh triển khai thảm thức điều tra, có thể đảo mất là 3 ngày đi qua. Người cột sườn các học viện sống như là hoàn toàn ở theo trong không khí bốc hơi. Đừng nói tìm được bọn họ, mà ngay cả một điểm manh mối đều không có. Duy nhất làm cho Trung Liêu cảm thấy may mắn chính là, ngoại trừ giả diện đấu là chết trận bên ngoài ra, Lam Công Hoàn cùng với Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão thương thế tuy nặng nhưng cuối cùng là còn sống. Phong Hào đấu là sinh mệnh lực cường đại, có thời gian nhất định là điều dưỡng, về sau có thể khôi phục lại bình thường. Ngày thứ tư, tại ban đêm, trong doanh trướng đen kịt, lặng yên không tiếng động này xuất hiện ra một đạo vết nứt màu đen. Ngay sau đó, một bóng người lặng yên không tiếng động nào thoát hiện ra trong doanh trướng yên tĩnh, đúng là chỗ ở của giả diện đấu la lúc trước. Giả diện đấu la mặc dù chết trận, nhưng mấy ngày nay, Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trong đoạn danh, một mực tiến hành cẩn trương điều tra công tác, bên này doanh trướng cũng không có người động. Đạo thân ảnh này biểu hiện ra dấu ở sâu âm mưu ở trong góc, sau đó phóng xuất ra tinh thần dò xét, cảm thụ đường chung quanh biến hóa, sau đó hồi lâu hắn mới là xác nhận rằng không có bất kỳ tình huống gì cả, sau đó theo ở trong khe rách màu đen này đi ra. Nếu như lúc này còn có người có thể chứng kiến bọn hắn mà nói, sẽ kinh ngạc phát hiện ra hai người kia vậy mà giống nhỏ như đúc, đúng vậy, chính là Hoắc Vũ Hạo. Thân ảnh thứ nhất đi ra bên ngoài, nhưng thật ra chính là Vũ Hạo tinh thần thể, bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, thập liên sợ thường giếng. Vũ Hạo lúc này trước khi thu thiệt kinh nghiệm, hiện tại cẩn thận hơn rất nhiều, dùng tinh thần thể chỉnh sát tình huống bên ngoài, xác nhận rằng không gặp nguy hiểm gì, về sau chính hắn trở ra, dĩ nhiên là an toàn hơn nhiều. Màu đen rách khe hở khép kín lại, hai bóng người đồng thời biến mất ở trong không khí, mô phỏng hồn kỹ, lén lút ra bên lèo vải xa đến bên ngoài. Nhật Nguyên Đế Quốc ở trong quân danh này tuần tra rõ ràng so với trước kia nghiêm mật khá hơn rồi. Hiện tại thì ngay cả tàu hồn sứ đóng quân bên này cũng đồng dạng có binh sĩ tuần tra. Trong tay của binh sĩ tuần tra có chuyên môn trong dò xét hồn đạo khí, bọn họ sẽ không đi dò xét tình huống ở trong trường bóng, không ngừng ở chỗ đất trống lẻ đảo qua, là tránh cho có năng lực của hồn sứ am hiểu tàng hình trà trộn vào. Đơn giản trình sát Vũ Hạo tinh thần thể dò xét trước mặt đều là phí công. Vũ Hạo phân thân ở phía trước dò đường, đem tinh thần dò xét công chế ở trong phạm vi nhất định, không đụng chạm đến nhận chức gì cả doanh trướng. Dựa theo trí nhớ của hắn lúc trước, thân trọng hướng ra phía bên ngoài sờ soạn, mang theo tất cả đồng bọn an toàn trở về. Hắn cần an toàn mới được. Đi thông vòng đình bán vị diện đại môn ở nơi nào mở ra, nhất định phải ở nơi nào đó lần nữa xuất hiện. Sở dĩ Vũ Hạo phải xuất hiện ra ở trong trướng bóng. Thánh Linh Giáo khẳng định rằng không biết hắn vong linh bán vị diện này đặc tính. Hắn lo lắng rằng duy nhất nhất chúng đúng là Nam Cung Hoàn bên kia lộ ra manh mối rồi. Thân phận của giả diện đấu la một khi bại lộ, đối phương có lẽ sẽ là có cơ hội bố trí bẫy sạp. Sự thật đã chứng minh Nam Cung Hoàn vẫn là rất thông minh. Với tư cách Thánh Linh Giáo nhị trưởng lão, hắn hẳn là đã ẩn tàng thân phận của mình rất tốt, cùng với tương đương với là bồi Vũ Hạo ẩn tàng thân phận. Bởi như vậy Vũ Hạo trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau lửa canh giờ, lại thông qua phần đồng tuần tra, do xét hồn đạo khí, sau đó Vũ Hạo xuất quân ra Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh.
năng lực của hắn muốn xuất hiện ra cũng không tính là quá khó khăn, coi như là tăng cường tuần tra cũng không có gì dùng, chỉ cần không phải thảm thức dò rét, hắn luôn luôn có thể tìm kiếm được sơ hở. Trải qua nhiều lần chiến tranh như vậy, ẩn núp trinh sát, Vua Hào ở phương diện này năng lực đã là càng ngày càng thuần thục rồi. Tuy vậy, hắn cũng sẽ không có một chút nào chủ quan, gia tốc hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc đóng quân phương hướng mà đi, mãi cho đến khi tiến nhập vào trong phạm vi của Thiên Hồn Đế Quốc khống chế. Vua Hào lúc này mới là bay vào không trung, hướng phía Thiên Linh Thành mà đi. Vua Hào lo lắng nhất thật ra là tình huống Ngôn Tiểu Chiết viện trưởng, chẳng qua là khi hắn vấn đạo ra Tống Lão trung quy lại là cười không nói. Suốt cuộc Vua Hào sẽ là về tới xử lý các học viện, mọi người ở trong tiểu viện, vừa vào sân nhỏ, hắn liền sợ ngây người, bởi vì hắn chứng kiến Ngôn Tiểu Chiết cùng với Suy Nà công chúa đang từ ở trong phòng khách đi tới, vừa đi còn trò chuyện với nhau. Vua Hào lăng không mà rơi, lập tức Ngôn Tiểu Chiết cảm giác thấy hắn mới là mỉm cười, thoải mái rồi nói: Vũ Hào, người cuối cùng đã trở về rồi, người ngược lại là bảo trì bình thản đó, tất cả mọi người không sao chứ? Chưa, không có việc gì, viện trưởng, ngày đây là... Vũ Hào lúc này trợn mắt há hốc mồm nói ra. Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười, so với hắn chưa có lên tiếng đích thủ thế, bên kia Suy Nà công chúa đã nhanh chân chạy ra chào đón, vẻ mặt kinh nghi nhìn Vũ Hào rồi nói: Vũ Hào, người đã trở về, như thế nào đấy, những người khác đâu? Vũ Hào đương nhiên là sẽ không trước mặt Suy Nà bạo lộ ra bí mật của mình, chặn lại rồi nói: Công chúa điện hạ yên tâm, những người khác rất an toàn, ta chỉ là về trước báo bình an mà thôi. Suy Nà cảm thán rồi nói: Sử lệnh khắc quả nhiên không hổ là sử lệnh khắc, chúng ta cho tới nay đều là cảm nhật nguyệt đế quốc phương diện không có bất kỳ biện pháp nào cả, có thể các người lúc này mới là vừa ra tay liền hủy diệt bọn hắn một cái hồn đạo sư đoàn, nếu như có thể hủy diệt bọn hắn một cái này, chúng ta thật sự có thể thủ lên phản công rào hắc rồi.